Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà vườn chúng em chuyển chuối đi cho khách. Đây thì chuối ở bên nhà em thì những cái củ chuối là nó như thế này. Đấy, điện thoại nó hôm nay là nó hơi bị mờ thì em quay khả năng là không biết là mọi người có nhìn rõ không. Đây thì cái củ chuối ở bên nhà em thì nó như thế này. Đấy, nó được khoảng 20 phân này. Đấy, thì khi mà khách hàng mua về thì đây cái củ chuối như thế này, thì khách hàng chỉ cần đào là cái hố, là miệng hố là 25 x 25 x sâu, chiều sâu là 30, thì cho củ chuối này xuống, không phải bón phân nữa gì cả, cứ cho củ chuối này xuống, xong rồi lấp đến chừng này để lại độ khoảng 5 phân để cho nó tòi cái mập lên đây. Đấy. Thì cái này thì trồng xong cái thì tưới luôn nước, trồng xong lúc nào thì tưới luôn nước. Và cái chuối này thì là nó bị trời nắng nóng thì là nó hút nước thì nó cây nó sẽ tóp đi thì nó sẽ lâu lên. Đấy, thì trồng xong cái là tưới nước luôn. Thì độ khoảng 20 ngày sau thì bắt đầu là rễ nó tòi ra, thì mới lại cái mập nó tòi lên thì bắt đầu mình bón phân lân trước, xong rồi để cho nó cho nó ấm chân. Đây, trong toàn bộ của chuối. Đấy, toàn bộ của chuối hết rồi. Củ chuối quá đẹp luôn. Đấy, thì nhà em thì ở ngay đường D, đường rất chi là to. Đấy, thì nếu mà bác nào lấy thì em gửi luôn xe ở đây, xe ô tô người ta chạy qua đây thì em sẽ chở đi luôn. Đây, đường D rất to. Đấy, thì em gửi hầu hết là em gửi toàn đóng bao hết. Đóng bao cho khách hàng, khi mà khách hàng về thì khách hàng chỉ cần cái bốc lên xe của khách hàng thôi là xong, thì không phải đúc vào bao nữa. Mà nếu mà trường hợp mà khách hàng yêu cầu là bỏ không đúc bao thì em vẫn cũng không đúc bao. Đấy, thì em ở khu 8 xã Xuân Huy huyện Lâm Thao, là khu 6 xã Xuân Huy huyện Lâm Thao thì có. Ngày trước nó là khu 8 nhưng bây giờ nó là chuyển đổi thì nó về khu 6 rồi. Thì đấy, bác nào có nhu cầu mua chuối giống thì cứ alo cho em theo số điện thoại là 0779 335 899. Em tên là Thảo. Chào tất cả các bác nhé.